Thì lại nói là khi mà bệnh nhân khó thở thanh quản từ độ 2 trở lên là có chỉ định mở khí quản, tức là bằng mọi giá là một cái lẩu ở trên khí quản cho người ta thở. Về lợi ích của mở khí quản thì giống như mình cái đối với mà đường hô hấp á, chúng ta biết là hô hấp phổi cái sự chuyển trao đổi khí nó diễn ra ở cái phế nang. À, còn từ cái nguyên từ cái đường thở từ ngoài vào, từ mũi xuống họng xuống tới thanh quản, khí quản, đây là những cái khoảng gọi là khoảng chết, bởi vì trong cái khoảng từ cái khoảng từ ngoài vào mà đến khí quản á, là không có sự trao đổi khí, không sự trao đổi khí chưa có diễn ra, nên là ở những cái bệnh nhân mà người ta tắc nghẽn hô hấp á, cái khoảng không khí đó làm cho người ta giống như là trao đổi khí nó kém đi. Bây giờ mình giảm cái khoảng chết đó, giảm cái khoảng mà khoảng chết hô hấp mà không có được trao đổi khí đó đi, bằng cách mình đưa cái không khí trực tiếp từ đây từ ngoài vào trực tiếp khí quản và xuống phế quản luôn, nó rút ngắn cái đường đi của cái hô hấp, cái đường đi của cái không khí, thì làm cho người ta thở dễ hơn. Tại vì khi giả sử cái không khí mà cũng từ cái phế nang rồi lên khí quản lên tới ngoài là người ta phải tốn cái công để đẩy cái không khí nó đi xa như vậy đó, mà cái trao đổi khí người ta giảm rồi, và nó làm cho cái khi mà mình giảm cái khoảng này đi thì người ta giảm đi cái công để mà đẩy khí ra ngoài. Và cái thứ hai nữa, mình sẽ hút đàm nhớt được dễ dàng hơn thông qua cái lỗ mở này, chỉ cần đặt cái hút đàm vào là mình có thể hút được cái đàm nhớt ở vùng phế quản, khí quản của người ta. Cái thứ ba nữa là mình có thể can thiệp cấp cứu một cách nhanh chóng. Và cái thứ tư nữa là tránh thức ăn rơi vào đường thở. Đó là ở thức ăn rơi vào đường thở, tức là ở những bệnh nhân mà nằm hôn mê lâu ngày á, bằng đưa ăn rồi bắt thì người ta rất là dễ sặc vào đường thở, thì bằng cái động tác mà mở cái khí quản này đi là mình sẽ ngăn chặn cái mà đường thông nối ở phía trên. Đây ở phía sau này, đây cái đường cắn này, đây là cái thực quản này. Ở phía trước đây là một cái hình ảnh mà cái canuin đã đặt vào cái lỗ mở khí quản. Thì khi mà mình đặt cái canuin vào đây á, thì không khí từ bên ngoài này nó sẽ được tới cái phổi, cái đường này nó được rút ngắn hơn là so với không khí nó phải đi từ đây lên đây xong rồi nó qua mũi thì nó mới ra ngoài. Cái nhất là rút ngắn được cái khoảng cách trao đổi khí. Cái thứ hai là tránh thức ăn sạch, tức là khi mà giả sử thức ăn có rơi vào đây thì nó cũng đã được cái canuin này nó chặn lại. Và đó là chỉ định của mở khí quản là khó thở thanh quản độ 2. Và khó thở thanh quản độ 2 này có thể trong các bệnh lý, thứ nhất hồi nãy là mình nói các nhóm nguyên nhân của khó thở thanh quản rồi đó, là có thể là do viêm nè, viêm thanh quản, viêm thanh thiệt, hoặc là do các loại u ác như là ung thư thanh quản, hoặc là các loại u lành ở vùng mạ họng thanh quản, hoặc là do cái liệt cơ mở cái thanh quản trong trường hợp mà sau những cái phẫu thuật như là phẫu thuật tuyến giáp chẳng hạn, hoặc là trong những cái trường hợp chấn thương thanh khí quản nè, trong những trường hợp sẹo hẹp, hoặc là trong những cái trường hợp mà dị vật thanh quản mà nó gây ra khó thở thanh quản độ 2. Nhớ nha, khó thở thanh quản độ 2. Và cũng nhắc lại, khó thở thanh quản độ 2 triệu chứng lâm sàng bao gồm toàn thân là cơ năng và thực thể. Toàn thân là bắt đầu là phản hốt, vật vã, sợ sợ tím tái, đổ mồ hôi nè. Về cơ năng là bắt đầu khó thở rõ rệt và khó thở chậm, thì hít vào và tiết rít, có hiện tượng co kéo của hốc phụ. Và những cái triệu chứng khác của mở khí quản nó bao gồm những trường hợp hôn mê kéo dài, những trường hợp hôn mê kéo dài như là tai biến mạch máu não, do chấn thương sọ não, hoặc là do ngộ độc thuốc trừ sâu chẳng hạn, hoặc là những cái bệnh liệt cơ và có gây ra những cái hô hấp như bệnh là Guillain-Barré, những cái trước khi phẫu thuật các khối u vùng lưỡi, vùng họng, thanh quản, những cái khối u vùng hàm mặt không đạt được nội khí quản, thì những cái khối u mà phía trên này nè nó to quá đi, nó là
làm cho cái đường thở, cái họng của bệnh nhân nó bị chèn ép và đặt thở khí quản không được, thì bắt đầu mình sẽ mở cái khí quản ở đây và cái ống thở gây mê đặt trực tiếp vào đây để đưa vào phổi luôn, và phẫu thuật viên thao tác được phía trên. Về kỹ thuật, đầu tiên đó là phải chuẩn bị bệnh nhân. Chuẩn bị bệnh nhân thì cái tư thế của bệnh nhân là bệnh nhân sẽ nằm ngửa như thế này và có kê một cái gối dưới vai khoảng chừng 7 cm. Và nếu đó có những trường hợp bệnh nhân mà khó thở quá, người ta không nằm được, thì mình cho người ta nằm ở tư thế nửa nằm nửa ngồi, tức là nghiêng 45, nằm mà 45 độ như thế này, cái lưng như thế này. Mục đích của kê gối dưới vai là làm cho cái vai cao lên và cái cổ ngửa ra. Nó ngửa ra như thế này thì nó sẽ làm cho cái khí quản nó gần sát với mặt da hơn, mình khi mà phẫu thuật dễ chạy được khí quản hơn. Và đánh giá, tức là khi đã chuẩn bị tư thế bệnh nhân rồi tiến hành phẫu thuật, thì bệnh nhân là có thể gây tê hoặc là gây mê toàn thân. Đánh dấu giống như hồi nãy cái video là đánh dấu cái đường mẫu, và mình sẽ chích tê cái dưới da, và sau đó là đặt da thì đường mở cái quản thật sự nó sẽ có hai đường, như hồi nãy mình thấy là cái đường ngang trên hợp ức hai khoác ngón tay, thì cái đó là cái đường hay sử dụng bây giờ, bởi vì nó sẽ giấu được cái sẹo, nó trùng với cái nếp cổ của mình. Hồi xưa thì người ta sẽ cảm biến mặt kiểu hồi xưa người ta sẽ đặt một cái đường dọc, cái đường dọc bởi vì cái đường dọc thật sự là nó dễ thực hiện hơn, nó làm cho cái mình phẫu thuật viên thao tác và cái quan sát dễ hơn so với cái đường ngang. Và đây là đặt da thì cũng một tay thì tư thế đặt da thì giống như cặp da thì cũng có hai tư thế, một như là cặp bút hoặc là có điểm tựa để học skill lab thì các bạn cũng đã được học. Ngang một tay còn và tay còn lại thì bắt đầu là căng da ra. Và khi mà qua khỏi lớp da nè, mở dưới da thì bắt đầu là tới cái lớp căng cổ sau, đường giữa là chính giữa này, hồi nãy nó có cái đường giữa là cái đường căng, và mình sẽ đặt qua khỏi cái lớp căng cổ sau và mình bắt đầu sẽ gập xuống qua được cái lớp fascia rồi đó, lớp căng rồi đó. Mình sẽ thấy bắt đầu có những cái cơ xuất hiện, cơ dưới móng, bắt đầu mình sẽ kẹt cơ vẹt cơ qua hai bên, và mình thấy ở ngay dưới lớp mỡ dưới da có một cái tĩnh mạch trước này, mình cần phải chú ý tránh mà làm cho đứt gãy tĩnh mạch này, nó chảy máu, nó làm cho cái cột trường của mình nó khó quan sát. Đó bắt đầu là đây là những cái cơ dưới móng đã được vén qua hai bên, thì mình sẽ lần thì cái ngón tay của mình lần để xác định xuống phía dưới là cái khí quản. Và đôi khi trên cái đường móng tách của mình á, từ ngoài da đến cơ đến khí quản á, đôi khi á, là mình sẽ gặp cái da tuyến giáp. Ở những cái người mà có bệnh lý tuyến giáp to quá đi, bình thường khi mà mình mở khí quản phía dưới này thì tuyến giáp nó nằm phía trên, nhưng đôi khi người ta bệnh lý tuyến giáp to nó hình xuống, nó lấn xuống cả phía dưới, thì khi mà gặp tuyến giáp rồi á, thì mình phải bỏ tách, mình vén đẩy cái lên cắn nó đi thì mình động chạm tới nó, bởi vì tuyến giáp rất là dễ chảy máu. Và dùng tay xác định lại cái khí quản lần nữa, khí quản phân biệt, khí quản thì phải phân biệt với động mạch, bằng là động mạch là nó sẽ đập dưới cái tay của mình, khí quản này không có. Và trước khi mà đập da khí quản, người ta sử dụng một cái kim đâm vào cái lọc, mình thấy rút ra là có khí thì là chắc ăn, còn rút ra không máu thì là thôi dừng tạm lại. Và bắt đầu mở khí quản theo cái hình kiểu u ngược, đây là cái hình bên ngoài nãy là cái kiểu u ngược này, đây là kiểu u ngược ha, cái nét lên, nét ngang và nét xuống. Đây là cái cộng chỉ hồi nãy mình khâu này để mà mình kéo cái nắp này xuống.
xuất hiện một cái lỗ mở. Và có lỗ mở rồi mình sẽ chuyển cái canon lạc vào. Đó. Canon này nó có đỡ đầu, canon này nó có một cái bọng chèn, tức là hồi nãy bơm không khí vào thì nó sẽ phồng ra để nó cố định. Đây là kiểu đã đặt canon vào, câu da cố định cái canon lại để cho cái văng ra nó bắt đầu là không bình thường. Đây là cái máy thở được đặt trực tiếp vào cái lỗ ở phía quản. Và vệ sinh thì mình sẽ là đắp một cái miếng gạc. Miếng gạc vuông này mình cắt ra cái hình cánh én, cắt cái hình cánh én để mình nhét vào phía dưới giữa cái canon và cái da để làm vệ sinh. Để thông thường các bạn nếu mà có đi vòng y tá vật lý á, thì các bạn sẽ có được học ở trong tâm cái lỗ mở khí quản này, thường là ở khoa ngoại thần kinh. Đối với khoa ngoại thần kinh, bệnh nhân nằm lâu ngày trong nơi người ta cần thở khó khăn, người ta cần mở khí quản để mà thở dễ hơn thì mở khí quản rất là nhiều và cần phải chăm sóc, thì lúc đó các bạn sẽ được học ở thay vệ sinh cái canh luôn này. Rồi cái đó là kết thúc cái kỹ thuật đó. Và cái kỹ thuật này nó sẽ có một số biến chứng như sau. Biến chứng sớm à, mình, khi mà học phẫu thuật thì gồm có biến chứng sớm, biến chứng muộn. Biến chứng sớm tức là biến chứng gặp ngay trước khắc. Và là biến chứng sớm bao gồm thứ nhất chảy máu, cục máu nào cũng có biến chứng chảy máu hết. Rồi biến chứng thứ hai là rách màng phổi. Bởi vì mình mở khí quản hai khát ngón tay lên không ít, đây là mở khí quản thấp, ngay phía dưới này là đỉnh phổi. Hồi nãy mình thấy mở dưới da vàng vàng á, đôi khi một số người cái đỉnh phổi nó nhô lên cao và nó cũng có màu vàng vàng như là mở. Và vô tình mình trong quá trình thao tác gì đó dụng cụ mình chọn lỗ, mình không phát hiện ra và bắt đầu là nó làm cho tràn khí. Và vấn đề thứ hai là tràn khí dưới da. Tràn khí dưới da là do cái mình khâu, đôi khi mà mình khâu cái cố định kính quá đi, cái bắt đầu cái khí này nó từ tại vì bệnh nhân là mê được đặt cái máy thở á, bơm vô liên tục, thì cái khâu kính quá, cái không khí vô tình nó khâu kính quá nó không thoát ra được, thì nó sẽ là như vậy. Khi mà mình đây là cái canon đặt vào, hồi nãy ở phía ngoài này có cái máy thở lúc nào cũng dẫn không khí đi vào đây đó, thì nó chỉ đi xuống đâu, nó còn đi tứ tung hai bên nữa. Tại khi đi tứ tung hai bên và nó khi mình thâu ở đây nè, có một cái đường hầm, thì đôi khi không khí nó sẽ len lỏi nó đi ra ngoài. Nếu mà khâu mà thở xíu á thì không khí nó len lỏi đi ra ngoài được, còn mình khâu kính quá đi không khí nó không đi ra ngoài được thì bắt đầu nó sẽ xâm nhập vào mô dưới da, tức là mình khâu thở chút xíu thì nó còn có đường thoát ra ngoài, nó thoát ra ngoài được, còn nếu khâu kính quá nó không thoát ra ngoài được, nó sẽ lẫn vào mô dưới da và nó làm cho nguyên ví dụ dưới da đụng vô lột sợp như sợ dòng cuốn bút vậy đó. Và cái biến chứng này chỉ cần 5 đến 10 phút sau mình xuất hiện đây. Nếu mà mình không phát hiện ra thì chuyện gì xảy ra, nguyên một cái da mình nó sẽ bị như cái miếng này luôn, nó bắt đầu ký ở dưới da đầy hết và nó sau đó nó xuất hiện cái hiện tượng nhiễm trùng phát triển. Cái trạng khí dưới da này chỉ cần mà lâu lâu gặp một lần, là chỉ cần là một lần rào vô lọt sọc là các bạn sẽ nhớ hoài luôn. Rồi biến chứng muộn tức là khi mà mình thấy ở đây, đây ở phía sau này là cái thực quản này, đây là tức là đường xuống của thức ăn, mình thấy cái độ ống canon này nó đè vào cái thạch phía sau này, các bạn thấy không? Thì cái vị trí này nè, lâu ngày nó tì đè thì nó có thể gây lét và lâu dần nó gây thủng. Thì chỗ này nếu mà chỗ này bị thủng thì nó sẽ gây ra giò khí thực quản, tức là khí quản ở đây và thực quản ở đây thông thoáng với nhau, thức ăn có thể rơi vào đây
nó đi xuống và nó rơi vào cái lòng khí quản này. Và cái thứ ba, cái tiếp theo biến chứng mụn tiếp theo á, thứ hai nữa là gây sẹo hẹp khí quản, tức là cái chỗ này là cái chỗ mở khí quản mình một tách này, và cano nó nằm trong lòng này lâu ngày nó chèn ép, nó gây ảnh hưởng viêm, nó viêm và nó bắt đầu xuất hiện mụn hẹp rồi nó hình thành mô sẹo đó, và nó sẽ mô sẹo này nó phát triển nó lấp đầy cái khí quản, tức là sau đó bệnh nhân được rút cái cano này ra rồi và bệnh nhân vẫn còn có thở, lý do là nó hình thành cái mô sẹo này. Bây giờ tại vì khi mà học cái này các bạn sẽ thắc mắc hỏi là của chị chừng nào là đã rút cái cano này ra, tức là chừng nào cho nó mở cái quản này đóng lại, tức là thông thường bệnh nhân phải có cái gì đó người ta mở cái quản, giả sử như hôn mê lâu ngày hoặc là u ý hoặc là khối u làm cho bệnh nhân khó thở, thì sau khi khối u được giải quyết, dị vật được lấy ra, bệnh nhân hôn mê mình đã điều trị ổn, thì mình bắt đầu là cho bệnh nhân thở bình thường, là mình sẽ rút cái cano này ra và cái lỗ mở khí quản này nó tự lành tự đóng lại, là cái quy định mà đúng. Và chăm sóc thì nãy đó rồi, thì khi đối với những bệnh nhân mở khí quản thông thường là những bệnh nhân nặng, thì mình phải đặt ở bệnh nhân ở vị trí mà mình dễ theo dõi, dễ quan sát và dễ chăm sóc. Còn đối với cano á, tức là cái ống hồi nãy để cho bệnh nhân thở đó, là mình phải hút khi mà mới mở khí quản là hút tràn khỏi khí giờ, tức là để đừng có cho bị nghẹt đờm, và sau đó thì cái thời gian này nó được giãn cách ra các vài tiếng đồng hồ một lần, và chỉ định rút cano luôn. Tức là khi mà bệnh nhân đã được điều trị xong cái nguyên nhân gây ra khó thở hậu quản rồi thì mình sẽ rút cano luôn. Và khi mà rút cano luôn rồi á, thì cái lỗ mở khí quản này nó sẽ tự đóng kín lại, không cần phải gạt hết.